Alo, Tina xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, đây là học viên mới của em, đã học vào được 4 ngày á cả nhà. Đây là cô gái khá xinh đẹp, học được 4 ngày rồi nha. Và hôm nay em sẽ cho bạn này vào lên khách, ngày đầu tiên lên khách nha cả nhà. Thì hôm nay là ngày đầu tiên của bạn này lên người thật. Thì em cũng không cần bạn phải nhanh tay, lẹ chân và không cần phải mái tóc, không cần phải đẹp nha cả nhà. Điều quan trọng hôm nay mình lên khách người thật đó là mình luyện cái độ run, một cái độ hồi hộp và sợ sệt khi mà nhìn cái phản ứng của khách nha cả nhà. Nhưng vì em khách hôm nay, em trai khách hôm nay á, là người quen nên á, mình có thể mình dễ dàng mà luyện tập với cả nhà. Thì hôm nay em này lên khách ngày đầu tiên thì cái cảm giác mà hồi hộp mà rung á, thì cái cảm giác này hồi xưa em cũng đã qua rồi nên em rất hiểu những cái cảm giác này. Nhưng mà vì mình phải tìm người cho bạn lên khách thì từ từ cái tay nghề của người ta mới cao. Thì thôi thì hôm nay em sẽ để cho bạn ấy phát huy nha cả nhà, cho bạn vừa luyện tập cái độ rung khi lên khách, và mình có thể là chỉnh sửa cho bạn ấy những cái khúc khu cái những cái đoạn nào mà bạn ấy chưa có biết phải sửa như thế nào, thì mình đứng kế bên để mình chỉ cho bạn ấy từ từ nha cả nhà. Thì thôi bạn hôm nay cho bạn phát huy nha. Mình sẽ đứng kế bên và mình sẽ sửa lại những cái đoạn nào mà bạn đã cắt không được đẹp nha cả nhà bạn nha.
sớm thành công nha bạn nhé. Còn mình sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người đào tạo tay nghề với bạn nhé. Và em xin chúc cho cả nhà có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Cả nhà hãy xem hết clip em và hãy cho em xin được like nha cả nhà. Bye bye.